Sau đám cưới vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm nay, Quang Hải và Chu Thanh Huyền nhanh chóng báo tin săn bé rồng thành công. Hiện cặp đôi đang háo hức mong chờ ngày được đón con cưng chào đời. Trong dàn Wax Việt, Chu Thanh Huyền là cái tên hot nhất nhì khi cô kết hôn cùng tiền vệ ngôi sao đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Trong đám cưới hồi tháng 4, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã thông báo chuyện Thanh Huyền đang mang bầu con đầu lòng. Cặp đôi sau đó thoải mái thể hiện tình cảm và sự chuẩn bị cho việc đón bé rồng sắp chào đời. Mọi động thái của Quang Hải và Chu Thanh Huyền đều được dân tình chú ý. Từ khi công khai chuyện mang bầu con đầu lòng, Chu Thanh Huyền tích cực tung những bộ ảnh cận cảnh bụng bầu, đồng thời khoe vóc dáng khi lần đầu mang thai. Vừa qua, Quang Hải đăng tải bộ ảnh tình tứ bên bà xã Chu Thanh Huyền cùng nhóc tỷ tuổi rồng sắp chào đời. Anh chàng không giấu được niềm hạnh phúc trong ánh mắt. Hai vợ chồng Quang Hải chọn lựa màu trang phục tông xịt tông chụp cùng phông nền đen. Concept được tổ chức tối giản nhưng vẫn không giảm đi độ lung linh. Chủ thể được tập trung chủ yếu vào gia đình nhỏ của nam cầu thủ sinh năm 1997. Bên dưới bài viết, nhiều người chúc mừng Quang Hải sắp đạt được mục tiêu lớn thứ hai trong năm 2024 là chào đón em bé tuổi rồng ra đời. Đồng thời, người hâm mộ cũng hy vọng Chu Thanh Huyền sẽ được mẹ tròn con vuông trong thời gian sắp tới. Vợ Quang Hải được khen ngợi nhan sắc vẫn xinh đẹp như thời chưa có em bé. Thân hình của cô nàng cũng không có gì thay đổi so với trước, ngoại trừ chiếc bụng. Trong bộ ảnh lần này, Chu Thanh Huyền chọn mặt mẫu đầm lụa màu nâu nhạt để ôm trọn đường cong trên cơ thể giúp cô dễ dàng khoe được sự phát triển của em bé trong những tháng cuối của thai kỳ. Chăm chỉ khoe dáng khi mang bầu, bà xã Quang Hải cũng nhận được những góp ý của cư dân mạng. Chẳng hạn như khi Chu Thanh Huyền tạo dáng bên bể bơi, dân mạng khuyên cô nàng nên cẩn thận trong việc chọn chỗ đứng và di chuyển vì thành bể bơi trơn có thể gây nguy hiểm cho mẹ bầu. Cách đây không lâu, nàng Wax Chu Thanh Huyền đã thay Quang Hải đưa bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng đi nghỉ dưỡng đầu hè tại Phú Quốc. Cô nàng ôm chiếc bụng bầu vượt mặt, vui vẻ chia sẻ nhiều khoảnh khắc ở bên những người thân trong gia đình nội, ngoại. Đây cũng là chuyến vui chơi mà bà xã Quang Hải đã lên kế hoạch để tận hưởng quãng thời gian tự do thoải mái trước khi về nhà chuẩn bị cho ngày vượt cạn. Trong livestream của chị dâu Quang Hải, Chu Thanh Huyền có chia sẻ gây chú ý khi gọi mẹ chồng với danh xưng hóm hình chị nội. Nàng quát hướng camera về phía bà Cúc Dương, mẹ của Quang Hải và gọi chị nội ơi. Đáp lại, mẹ Quang Hải cũng tươi cười, nhí nhảnh, tạo dáng tương tác cùng nàng dâu thứ, thể hiện sự thoải mái, yêu thương với con dâu. Trong bể bơi còn có sự xuất hiện của bà Phương Thảo, mẹ đẻ của Chu Thanh Huyền cùng em trai cô. Chu Thanh Huyền hào hứng giới thiệu chị ngoại, anh nội. Ngoài ra, dân mạng còn dành lời khen cho mối quan hệ chị em dâu thân thiết của Chu Thanh Huyền và Hoài Linh, vợ Quang Phong, anh trai Quang Hải. Hai cô gái cùng làm dâu dưới một mái nhà, thoải mái nắm tay, dắt nhau nhảy múa trong khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, đẹp đẽ. Dân tình tấm tắc, chị em dâu tình cảm quá cơ. Xin vía, chị em dâu phải như thế này chứ. Thời gian này, Chu Thanh Huyền liên tục khiến dân tình trầm trồ khi tung ra những bộ ảnh bầu xinh xắn. Vừa khoe làn da trắng nõn, vóc dáng nuột nà cùng chiếc bụng bầu tròn lẳn, chưa có biểu hiện bị dạn bụng như các mẹ bầu khác. Cô nàng mang năng lượng vui tươi khiến fan ngưỡng mộ, cảm thán, đây chính là dáng vẻ của phụ nữ khi cưới đúng người.